bạn có thể sẽ rất phấn khích khi mang thai đôi, niềm hạnh phúc sẽ nhân lên gấp đôi khi chào đón cùng lúc hai thiên thần. Tuy nhiên, các bác sĩ sản khoa khuyến cáo, việc mang thai đôi cũng có những nguy cơ. Vì vậy, bạn cũng cần trang bị đủ những kiến thức cần thiết cho mình. Dưới đây là 5 điểm khác biệt của mang thai đôi các mẹ cần biết. 1. Bà mẹ mang thai đôi cần thêm khoảng hơn 600 calo một ngày. Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ khuyến nghị bổ sung thêm khoảng 300 calo một ngày so với lượng calo thông thường mà bạn nạp vào với mỗi em bé mà bạn mang trong bụng. Điều này có nghĩa là nếu bạn mang thai đôi, bạn sẽ cần phải bổ sung thêm khoảng 600 calo một ngày. Kết quả là cuối thai kỳ bạn sẽ tăng thêm từ 4,5 đến 7 cân ở bà mẹ mang thai đôi có chỉ số BMI bình thường. Các bà mẹ mang thai được khuyến cáo đảm bảo một chế độ ăn cân bằng với các loại thực phẩm lành mạnh và điều quan trọng nhất là phải luôn ở trong trạng thái no. Các bà mẹ mang thai đôi cũng được khuyến nghị nên bổ sung thêm khoảng 1mg axit folic mỗi ngày vào chế độ ăn trước khi sinh. 2. Tăng nguy cơ mắc phải một số biến chứng trong thai kỳ. Nguy cơ lớn nhất của việc mang thai đôi chính là việc sinh non, nhưng những bà mẹ mang thai đôi cũng có nguy cơ mắc phải một số biến chứng khác. Nguy cơ tiền sản giật của việc mang thai đôi sẽ tăng lên gấp khoảng 2 lần và nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ cũng sẽ cao hơn. Với việc mang thai đôi, bạn nên thường xuyên đi khám thai và siêu âm nhiều hơn, theo khuyến cáo của bác sĩ để có thể theo dõi chặt chẽ quá trình phát triển của thai nhi và sức khỏe của bà mẹ. 3. Ốm nghén và các dấu hiệu mang thai sẽ nghiêm trọng hơn. Bà mẹ mang thai đôi có thể sẽ thấy mình có dấu hiệu ốm nghén nặng hơn và xuất hiện sớm hơn. Trước khi siêu âm để khẳng định thì dấu hiệu ốm nghén nhiều và nặng hơn thực ra là dấu hiệu đầu tiên cho thấy có thể bạn đã mang thai đôi. Theo Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ, bạn có thể bị căng tức ngực nhiều hơn và tăng cân nhanh hơn khi mang thai đôi. 4. Bà mẹ gặp nhiều khó khăn hơn trong suốt thai kỳ. Với việc tăng nhiều cân hơn và sổ bụng nhiều hơn, những người phụ nữ mang thai đôi có thể sẽ cảm thấy chậm chạp và nặng nề hơn. Ngoài ra, lưu lượng máu trong cơ thể có thể tăng lên trên 70% đối với người phụ nữ mang thai đôi. Điều này có nghĩa là tim bạn sẽ phải hoạt động nhiều hơn và bạn sẽ có cảm giác giống như thường xuyên luyện tập thể thao. Và đây thực sự là một gánh nặng đối với cơ thể của bạn. Phụ nữ mang thai đôi sẽ cảm thấy khó khăn hơn trong việc leo cầu thang, trong việc đi ngủ và trong rất nhiều công việc bình thường khác. Do vậy, cần lắng nghe cơ thể và cần nghỉ ngơi đúng lúc. 5. Đa số chuyển dạ vào tuần thứ 36 hoặc 37 thay vì vào tuần thứ 40. Đa số phụ nữ mang thai đôi đều không sinh con đủ tuần, nhưng chưa có một tài liệu y khoa nào ghi lại chính xác khoảng thời gian chuyển dạ trong các trường hợp mang thai đôi. Các nhà nghiên cứu thấy rằng 37 tuần là thời điểm chuyển dạ trung bình của một trường hợp mang thai đôi với hai bánh rau riêng biệt, là kiểu mang thai đôi thường gặp nhất. Trên thực tế, các bà mẹ mang thai đôi thường sẽ chuyển dạ trong khoảng tuần thứ 36 và 37 nếu không có gì bất thường. Trong trường hợp mang thai đôi mà chỉ có một bánh rau thì con số trung bình trong nghiên cứu trên là 36 tuần, nhưng một số bác sĩ có thể chỉ định cho sinh nở ngay khi đang ở tuần thứ 34 để tránh tối đa các biến chứng có thể xảy ra. Tuy nhiên, dù thế nào thì việc mang thai đã là một tin tốt đáng chúc mừng. Cho dù bạn mang song thai hay đơn thai, không nên quá lo lắng. Thay vào đó, bạn nên thư giãn nghỉ ngơi. Tốt nhất là những bà mẹ mang thai đôi nên khám thai định kỳ thường xuyên để bác sĩ sản phụ khoa có những chỉ định kịp thời.